Học từ đầu.com xin giới thiệu bài học thế nào là một công ty startup. Ở đây nếu như các bạn đã từng tham gia những cái trang như là genk.vn thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp cái từ startup này rất là nhiều lần. Như tôi thấy ở đây chúng ta có tới 38.600 từ là startup. Rất là nhiều bài viết về startup và những cái trang web khác về startup như là action.vn. Và cũng rất nhiều. Rồi thì trang gig.vn hoặc là trang wistart.vn. Thế thì hẳn là nhiều bạn là có thắc mắc đó là một cái công ty startup là một công ty như thế nào. Thì thực ra nó có rất là nhiều cái định nghĩa, nhưng mà đây tôi muốn định nghĩa một cách đơn giản. Đó là gì? Startup là một cái công ty nhỏ nhưng mà có xu hướng hoặc có cái định hướng phát triển là sẽ phát triển thành một công ty rất là lớn. Và thường là cái công ty về công nghệ. Còn tất nhiên như nào là lớn thì tùy cái người trong công ty họ tự định nghĩa thôi, nhưng mà ở đây các bạn để có thể hiểu được kỹ hơn thì các bạn đọc những cái bài về startup thì các bạn sẽ cảm thấy là rõ ràng hơn về cái định nghĩa đó. Tôi ví dụ như có một cái bài định nghĩa tương đối là chuẩn của WeStart. Đây, nếu như bạn search cái từ khóa startup quá sớm thì sẽ có một bài phân tích về các biểu hiện của một startup phát triển quá sớm. Và trong cái bài này thì chúng ta sẽ thấy là một cái định nghĩa về startup đó là những tổ chức tạm thời được sinh ra để tăng trưởng và phát triển thành những công ty lớn. Tôi ví dụ như Google chẳng hạn, công ty như Microsoft, Google trước khi trở thành một công ty bá chủ thế giới nhưng bây giờ chúng ta thấy thì họ là những công ty rất bé, có thể chỉ có một hai người, và họ đã phải phát triển trong cái trạng thái bé đấy trong một thời gian dài, có thể là một hai năm hoặc là chục năm, chứ không phải một lúc mà to ngay được. Tất cả mọi công ty lớn như chúng ta đã từng thấy trên thế giới thì đều có một cái giai đoạn mà họ mới sinh ra. Thì ở cái giai đoạn đó thì họ được gọi là công ty startup. Tất nhiên có những công ty startup mà sau này không phát triển được mà phá sản. Thế nhưng ở đây chúng ta cũng gọi họ là những startup bởi vì họ có định hướng sau này trở thành những công ty lớn. Thì đó là một cái định nghĩa. Và học từ đầu.com, như các bạn đã biết, là một cái công ty ấy, hoặc đúng là một cái tổ chức dạy học trực tuyến thì đúng hơn. Thế nhưng mà học từ đầu.com cũng có thể coi là một startup về công nghệ. Bởi vì sao? Bởi vì học từ đầu.com áp dụng rất nhiều những cái công nghệ dạy học trực tuyến vào để phục vụ cho công việc dạy học của mình. Đó là cái lý do mà tôi có thể coi học từ đầu là một cái tổ chức về công nghệ. Do đó, học từ đầu.com cũng cần tuyển những người lập trình chứ không phải chỉ là dạy học. Nhiều bạn cứ nghĩ là chỉ dạy học thôi mà không tuyển người, thực ra cũng có tuyển. Bởi vì để làm về công nghệ thì rõ ràng là cần người, nhưng mà học từ đầu thì có thiên hướng là tuyển chính những học sinh do học từ đầu chúng con đào tạo ra. Thì ở đây tôi trước khi kết thúc cái bài này thì có một cái đường link để mà các bạn có thể vào vote cho từ đầu. Đây chúng ta có thể vào cái đường link sau: gsbin.com trên azepdz trên 1. Cho vào đường link đó thì sẽ có bốn cái đường link sau và bạn vào lần lượt. Thì ví dụ bạn vào đây. Đấy. Nó sẽ ra một cái nhóm. Thế thì nếu như mà bạn đã tham gia cái nhóm này rồi thì bạn chỉ cần vào cái đường link sau để bạn vote thôi. Thế còn đối với trường hợp mà ví dụ như bạn mà chưa tham gia nhóm thì ở đây nó sẽ có một cái chữ là join group hoặc là join hoặc là tham gia nhóm. Thì bạn bấm vào tham gia nhóm. Thì bấm vào tham gia nhóm, sau đấy nếu như bạn vào luôn cái đường link để vote thì có thể nó sẽ mờ và bạn không thể vote được. Thì lý do là bạn chưa được tham gia nhóm và bạn phải đợi. Bạn phải đợi một thời gian để cho cái người quản lý nhóm họ chấp nhận. Thì có thể nếu họ có mặt thì họ sẽ thêm bạn vào trong vòng
vài giây hoặc vài tiếng hoặc là nửa ngày hoặc là vài ngày. Thế sau khi bạn đã được chấp nhận vào nhóm rồi thì cái này nó sẽ không mờ nữa mà bạn có thể bình chọn được. Thì đó là giải thưởng Startup Công nghệ năm 2012. Thì cũng rất mong các bạn yêu quý học trò.com thì sẽ vào vote cho học trò.com.